Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Kim Ngọc và rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quốc hội với cử tri phát sóng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Luật giáo dục sửa đổi là một trong những dự án luật được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 vừa qua. Tại các buổi thảo luận về dự án luật này, vấn đề phân luồng học sinh được khá nhiều đại biểu quan tâm và cho ý kiến. Vậy việc này đang được triển khai như thế nào? Trước hết, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi về vấn đề này. Hiện hàng năm nước ta có khoảng 1,2 triệu học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở hiện đang được định hướng vào 4 luồng chính là học tiếp lên trung học phổ thông, học lên trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề, vừa làm vừa học tiếp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục thường xuyên và trực tiếp đi làm kiếm sống. Từ năm 2016 trở về trước, hệ thống các trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, còn các trường trung cấp nghề thuộc quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo đó, trong khoảng thời gian này, số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và học trung cấp chuyên nghiệp chỉ vào khoảng hơn 10%. Con số này vẫn còn quá thấp so với chỉ tiêu 30% học sinh phải vào hệ thống các trường nghề sau trung học cơ sở vào năm 2020. Kể từ năm 2017, hệ thống các trường trung cấp chuyên nghiệp được chuyển cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý. Theo thống kê của bộ này, số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và học nghề tuy có chiều hướng gia tăng hơn, nhưng cũng còn rất xa để có thể đạt được chỉ tiêu. Theo thống kê, năm học 2015-2016, số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp là 116.222 học sinh. Như vậy, dù có lạc quan cách mấy thì khó lòng có thể nâng tỷ lệ này lên 30% trong 1-2 năm tới. Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở được xác định là giải pháp để nâng cao chất lượng bậc học trung học phổ thông, đồng thời hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quan trọng là vậy, thế nhưng cho đến nay thì chúng ta mới chỉ phân luồng được 10% học sinh sau trung học cơ sở. Nguyên nhân nào dẫn tới thực trạng này và các cơ quan, ban ngành đã và đang đưa ra những giải pháp gì để cải thiện số lượng học sinh được phân luồng sau tốt nghiệp trung học cơ sở? Mặc dù tỷ lệ sinh viên thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học hiện khá cao, tuy nhiên việc học nghề ngay sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở vẫn không phải là lựa chọn của nhiều học sinh và gia đình. Ở cái tuổi của các em thì cũng chưa hình thành cái tính cách của người lớn mà làm tự làm chủ bản thân, tự coi như là quyết định mọi vấn đề cho mình mà còn phụ thuộc vào phụ huynh. Chính vậy cho nên chúng tôi tăng cường công tác giáo viên chủ nhiệm để phối hợp với phụ huynh thường xuyên có cái bàn bạc và cái thống nhất với phụ huynh để giúp cho các em trong quá trình học tập. Thực tế cho thấy hàng năm nước ta có hàng trăm nghìn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông không học tiếp hoặc qua đào tạo nghề nghiệp mà đi làm những công việc lao động phổ thông. Nếu lực lượng này được định hướng tốt, theo học trung cấp ngay sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, thì các gia đình sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí 3 năm học trung học phổ thông, còn xã hội sẽ có thêm đội ngũ lao động có tay nghề đã qua đào tạo. Một trong những cái việc mà chúng ta cần rất quan tâm đấy là chúng ta phải tăng cường cái nguồn lực lao động. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua, hiện nay có hơn 200.000 các em học sinh tốt nghiệp cao đẳng đại học ra nhưng mà không có việc làm. Trong khi đó thì chúng ta đã thiếu cái nguồn lực có tay nghề cao. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta phải tìm cách để cơ cấu lại cái nguồn lực đào tạo. Một là nếu như các em nào có một cái trình độ, có một cái năng khiếu học tập tốt thì chúng ta có thể học tiếp cấp gọi là cái phổ thông trung học. Thế còn ngay học hết khối cơ sở thì chúng ta phân luồng ra cho đi học nghề cùng với lại học bổ túc thêm. Thì như vậy chúng ta có thêm nguồn lực mà đỡ lãng phí cho xã hội và gia đình. Theo các chuyên gia, ngoài nguyên nhân các học sinh cũng như phụ huynh học sinh chưa nhìn nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc lựa chọn hướng đi cho tương lai của con em mình, thì cũng tồn tại nhiều nguyên nhân khác dẫn tới thực trạng này. Các trường nghề chưa thu hút được nhiều học sinh trung học cơ sở vào tham gia học tại các trường nghề ở cái trình độ này. Theo tôi cái lý do chủ yếu là cái vấn đề là đầu ra. Đấy, hầu hết các cái trường nghề chưa làm tốt việc tuyên truyền cũng như là tạo được đầu ra cho sinh viên sau khi các em vào học ở các trường nghề. Con em chúng ta nếu học giỏi và đỗ vào cấp 3 thì chúng ta rất yên tâm. Và các địa phương cũng rất chú trọng đến đầu tư vào trường chuyên lớp chọn và các trường trung học phổ thông. Nhưng ít quan tâm đến một đối tượng rất quan trọng, đó là các em hết 15 tuổi mà không có khả năng theo học trung học phổ thông thì phải vào học nghề.
Và hiện nay những em này dường như là ít được quan tâm, phải học những cái chương trình mà chúng ta chưa thực sự ưu tiên. Do đó đây cũng là những cái vấn đề, một là chúng ta lãng phí nguồn lực xã hội, hai là sẽ đặt ra những vấn đề xã hội nếu chúng ta không quan tâm và tỷ lệ các em bỏ học sau 15 tuổi cũng khá nhiều. Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vốn là chủ trương quan trọng của nhà nước nhằm giảm lãng phí trong đào tạo nguồn lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra, giáo dục hướng nghiệp và công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở cần phải có những đổi mới tích cực. Cái vấn đề phân luồng học sinh này chúng ta cần phải có những cái giải pháp tiên quyết hơn, đặc biệt là chúng ta làm công tác tuyên truyền, động viên các em, chính bản thân các em mong muốn mình phát huy cái sở trường gì, từ theo khả năng của nhất thiết là các em phải học sau đến lớp 12 hoặc là học sau đại học hoặc xa trình độ cao hơn, mà trong khi khả năng của em nó không đạt được thì như vậy nó sẽ lãng phí thời gian công sức và cái tiền của. Bài toán phân luồng học sinh sau trung học cơ sở từ nhiều năm qua không còn là vấn đề của một địa phương mà đã trở thành vấn đề lớn trong cả hệ thống giáo dục và là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong nhiều năm học gần đây. Nếu chúng ta không nhanh chóng triển khai tốt nhiệm vụ này, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội cơ cấu dân số vàng mà Việt Nam đang có. Chất lượng và năng suất lao động cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và như vậy, Việt Nam sẽ khó có thể cạnh tranh được với các nền kinh tế đang ngày càng lớn mạnh trong khu vực và quốc tế. Thực tế thì Việt Nam chưa có một nghiên cứu xã hội học chính thức nào về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh để đánh giá thật chính xác về thực trạng, kết quả chất lượng giáo dục hướng nghiệp đã thực sự tương thích với nhu cầu của thị trường lao động hay chưa. Do đó, nếu chính sách phân luồng được quy định trong luật sẽ giúp cho cơ cấu tuyển sinh cũng như là cơ cấu đào tạo được cân đối, dẫn tới cơ cấu nguồn lực nhân lực hợp lý, có chất lượng, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động trong và ngoài nước, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đó là quan điểm của nhiều đại biểu trong quá trình thảo luận về luật giáo dục sửa đổi tại hội trường của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 vừa qua. Nếu quy định như dự thảo luật này thì sẽ giống như từ trước đến nay, tức là trung học cơ sở, sau trung học cơ sở thì người học có thể đi vào trung học phổ thông, còn sau trung học phổ thông thì người học có xu hướng đi vào đại học. Vì thế đi vào cao đẳng thì sau này sẽ rất khó học tiếp lên đại học, thì do cấu trúc ở hai trình độ này là khác nhau. Điều này có thể được xem là một trong những nguyên nhân tạo ra cơ cấu nguồn lực bất hợp lý, và đó cũng là một trong những lý do mà cử tri cả nước và đại biểu Quốc hội đã chất vấn rất nhiều về việc sinh viên tốt nghiệp đại học mà không có việc làm, gây lãng phí cho xã hội. Cần bổ sung thêm khoản 32 vào dự thảo luật với nội dung như sau. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trình độ trung cấp đã học và hoàn thành khối lượng văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung học phổ thông cấp giấy xác nhận hoàn thành khối lượng văn hóa trung học phổ thông và được công nhận tương đương về khối lượng văn hóa trung học phổ thông để học cao đẳng và đại học. Cần bổ sung vào khoảng 2 điều 102 nội dung nhà nước quản lý giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh để đảm bảo chặt chẽ trong quy định về giáo dục hướng nghiệp. Vì trong 12 nội dung quản lý giáo dục không có nội dung giáo dục hướng nghiệp, nhà nước phải giữ vai trò quản lý toàn diện về nội dung, phương pháp giảng dạy, chương trình cụ thể của giáo dục hướng nghiệp. Nhà nước không thể buông lỏng về vấn đề giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh. Để thu hút học sinh hết lớp 9 vào học nghề, giải pháp duy nhất là nâng cao chất lượng đào tạo hệ trung cấp và cao đẳng, đồng thời tìm kiếm những mô hình đào tạo phù hợp. Thời gian qua, thì Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai cho phép các trường được mở rộng mô hình đào tạo 9 cộng dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Chương trình được thiết kế tổng thể, đảm bảo cho người học từ trình độ trung cấp lên đến trình độ cao đẳng không phải học lại những nội dung đã học. Và trong thời gian học trung cấp, học sinh được học thêm chương trình văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để có thể đảm bảo được cho học sinh có đủ những điều kiện tiếp tục học liên thông lên trình độ cao hơn. Một trong những mô hình đào tạo đó chính là mô hình COSEN. Đây là lớp học thực hành kỹ sư cơ khí được đào tạo theo mô hình COSEN của Nhật Bản, đang được triển khai tại Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại Phúc Yên. Mô hình này hứa hẹn sẽ giúp sinh viên có kỹ năng, thái độ, tác phong làm việc trong môi trường công nghiệp mà hệ thống giáo dục tại Việt Nam hiện đang còn thiếu. Vì đây là một cái mô hình là tương đối mới, nên là khi mà tham gia cái mô hình này thì các em học sinh không phải đặt nặng cái vấn đề là ghi chép hoặc là nghiên cứu về lý thuyết, mà các em được trực tiếp tham gia vào cái quá trình thực tập thực tiễn
Trong cái chương trình đào tạo thì cũng có một cái quãng thời gian để các em được đi trải nghiệm thực tế ở doanh nghiệp. Chính vì vậy mà học sinh thì rất là hứng thú để tham gia cái mô hình này. Mục tiêu đào tạo theo mô hình đào tạo theo cô Sen ạ, thì nhằm đem lại cái đội ngũ kỹ sư có kỹ năng tốt này, có tay nghề cao và rèn luyện được tác phong công nghiệp và có cả khả năng sáng tạo để có thể tự giải quyết được tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất. Tính tới thời điểm hiện tại, mô hình cô Sen đã và đang được triển khai thí điểm tại một số cơ sở giáo dục đào tạo nghề ở Việt Nam trong gần 3 năm qua. Mặc dù chưa có kết quả cụ thể, tuy nhiên đã có những tín hiệu tích cực. Mô hình cô Sen có rất nhiều cái hay. Thứ nhất là về cái 5S của người Nhật, em rất là thích bởi vì phong cách làm việc của người ta rất là có nguyên tắc và có quy củ. Đấy là điều thứ nhất em thích ở cô Sen. Điều thứ hai là khi học ở mô hình cô Sen này, em được đầu tư những trang thiết bị hiện đại nhất và phòng học tốt nhất so với các lớp khác mà các lớp khác không có. Và bên cạnh đó thì em được training thêm kỹ năng về làm việc nhóm, kỹ năng mềm và kỹ năng tư duy phản biện. Trải qua 2 năm vừa rồi thì bắt đầu có những kết quả và qua cái sự đánh giá từ phía Nhật Bản và từ phía cơ quan chủ quản thì thấy rằng là cái việc thực hiện ở nhà trường đang phù hợp. Và chính vì cái sự nỗ lực từ phía nhà trường cũng như là sự hỗ trợ của Nhật Bản cũng như là của cơ quan chủ quản thì cái mô hình này đang hình thành và có thể phát triển tại COIT và có thể phát triển tại được Việt Nam. Theo các chuyên gia, ngoài ưu điểm sẽ giúp học sinh, sinh viên có cơ hội phát triển tư duy sáng tạo, tích cực, chủ động hơn trong học tập, hội nhập tốt với môi trường nghề nghiệp, mô hình cô Sen còn có chính sách đào tạo nghề thể hiện rõ sự phân luồng sau cấp học trung học cơ sở. Mô hình này cho phép học sinh vừa học văn hóa vừa học nghề. Kết thúc quá trình học tập, người học đồng thời sở hữu tấm bằng có giá trị để tìm kiếm việc làm. Mô hình này tiếp nhận học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở ở độ tuổi 15 và đào tạo tiếp trong 5 năm để cấp bằng cao đẳng. Tỷ lệ học văn hóa giảm dần và kiến thức chuyên môn nghề nghiệp tăng dần theo thời gian. Mô hình đào tạo cô Sen cũng cho phép người học và học cao đẳng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc chuyển đổi sang hệ thống giáo dục đại học. Mô hình cô Sen ở Nhật Bản thì hướng tới cái việc mà người học lớp 9 và học cao đẳng nhưng không phải theo kiểu của Việt Nam hiện nay nữa mà hướng tới cái việc mà đào tạo cái chất lượng cao, tức là cái người những cái lớp đó sẽ là lớp kỹ sư thực hành mà đào tạo từ lớp 9 để lên thẳng cao đẳng. Mô hình cô Sen thí điểm ở Việt Nam và mười mấy trường cao đẳng những năm vừa qua. Và thời gian vừa qua Bộ Lao động thí điểm mô hình là học hết 9 năm lên học cao đẳng. Như vậy chương trình 3-4 năm thiết kế tổng thể cả văn hóa, cả kỹ năng nghề. Các em 18-19 tuổi đúng luật lao động gia nhập thị trường và rất hiệu quả. Và năm vừa rồi kết quả tuyển sinh vượt trội vì cái mô hình này. Với những ưu điểm mà các chuyên gia vừa đề cập, nếu áp dụng tốt, rất có thể đây sẽ là một trong những giải pháp hỗ trợ yêu cầu phân luồng học sinh sau trung học cơ sở hiệu quả hơn. Điều mà Việt Nam đang cần. Mục tiêu của phân luồng là để cho mọi học sinh có cơ hội được tiếp cận giáo dục một cách phù hợp theo năng lực của từng cá nhân. Việc phân luồng định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngay từ sau trung học cơ sở sẽ giúp cho học sinh có thể tự chọn cho mình một con đường lập nghiệp phía trước dựa vào chính khả năng thực sự của chính bản thân mình. Hy vọng rằng với những cơ sở pháp lý được bổ sung trong thời gian tới, cùng việc áp dụng những mô hình đào tạo phù hợp, thì việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ được triển khai một cách hiệu quả hơn. Tới đây thì chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay cũng xin được nói lời tạm biệt tới quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.